Việt Nam Nhật Bản, 15 giờ thứ năm 28/9 trên VN Express. Đánh bại Nepal 2-0 và Bangladesh 6-1, Việt Nam đứng thứ hai bảng D. Đội tuyển cùng có 6 điểm như Nhật Bản nhưng kém hiệu số bàn thắng bại, cộng 7 so với cộng 16. Trận đấu ở lượt cuối hôm nay vì vậy mang tính định đoạt tấm vé đi tiếp đối với Việt Nam. Nhật Bản là ông kẹ của châu Á. Họ luôn có được ít nhất vị trí thứ 3 ở các kỳ ASEAN kể từ khi tham dự năm 1990, trong đó có chức vô địch ở kỳ gần nhất năm 2018. Nhật Bản thậm chí được xem là niềm tự hào châu Á khi vô địch World Cup 2011 và về nhì 4 năm sau đó. Trên bảng FIFA, Nhật Bản hiện đứng thứ 8, dẫn đầu châu Á và hơn Việt Nam 26 bậc. Đội bóng này mới vào tứ kết World Cup 2023, giải đấu thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung dừng chân ở vòng bảng mà không có được bàn thắng nào trong lần đầu góp mặt. Trong 7 lần đụng độ đối thủ này, Việt Nam toàn thua, thủng lưới 31 bàn và chỉ ghi được 1 bàn. Trước trận này, Nhật Bản cũng có lợi thế về thể lực. Họ chưa dùng đội hình mạnh nhất, cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi nhưng vẫn dễ dàng giành 2 chiến thắng 8-0 trước Nepal và Bangladesh. Trong khi đó, Việt Nam đã dùng hết những quân bài tốt nhất. Cơ hội thắng Nhật Bản là quá mong manh, mục tiêu phù hợp hơn với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung là hòa, hoặc thua với cách biệt thấp để cạnh tranh một trong ba suất nhì có thành tích tốt ở năm bảng. Theo quy định ban đầu, ba đội nhì có thành tích tốt hơn trong năm bảng sẽ có vé vào tứ kết. Tuy nhiên, do Campuchia rút lui vào phút chót, bảng C chỉ còn Triều Tiên và Singapore nên đội nhì bảng này không được tính. Bốn đội nhì còn lại sẽ cạnh tranh ba vé. Nhưng do bảng B chỉ có 3 đội nên đội nhì các bảng còn lại sẽ không được tính kết quả với đối thủ đơn.